Kim Bùi xin mến chào quý cô bác anh chị. Thì em đã tới cái khu vực mà đi đường tắt rồi. Thì đây em sẽ giới thiệu cho quý cô bác anh chị mình biết nha. Phía trước á, ngay chỗ đó là cái đường quốc lộ 1A. Là cái chỗ này là đi vừa qua cầu Bình Điền thì có một cái đường quẹo bên phải là cái đường Hồ Tí. Đường Hồ Tí thì các bạn có thể mình thấy ngay chỗ mà hút kính số 1 Bình Chánh này nè. Nó có con đường đi vô. Ngoài kia là quốc 1A thì rất là đông đúc đúng không? Chúng ta sẽ quẹo vô đây. Chúng ta đi đường này thì đi thẳng này chúng ta sẽ đi tới chợ điểm. Đi qua chợ điểm thì đi thẳng luôn, thẳng một mạch qua đường này luôn, chúng ta sẽ ra được là ngay chỗ cầu Bến Lức, chợ Bến Lức rồi đó. Đi thẳng luôn nha. Đó thì bây giờ em sẽ đi con đường này. Đường kia thì rất là đông, mình đi thì nó chậm lắm. Đây đó. Hình như là rất ít người biết ở con đường này. Rồi, cảm ơn quý cô bác anh chị đã xem video. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi về miền Tây.